Xin chào tất cả quý vị khán giả nhá. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay Leo sẽ hướng dẫn quý vị bài múa dưỡng sinh Duyên Quê. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Thì trong bài múa này chúng ta sẽ đi theo 3 hướng, mỗi hướng sẽ có 5 câu nhạc 8. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại lặp lại đi từ tường đầu tiên, cứ như vậy cho đến khi hết bài. Thì chúng ta chú ý nhé, chúng ta sẽ đi theo 3 tường thôi, tường 1, tường 2 và tường 3. Chúng ta sẽ bỏ cái tường ở góc 6 giờ này đi nhé các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta sẽ đi 3 hướng, mỗi hướng sẽ có 5 câu nhạc 8 và chúng ta sẽ bỏ cái hướng 6 giờ đi, được chưa ạ? Ok, bây giờ mình sẽ vào với câu 8 đầu tiên này. Chúng ta sẽ có tổng cộng 5 câu 8 các bạn nhé. Câu 8 đầu tiên này, được chưa ạ? Động tác chân thì chúng ta có bước side step bước sang này. 1, 2, 3, 4 thu về, được chưa ạ? Tiếp theo chân trái cũng tương tự, 5, 6, 7, 8 thu về, được chưa ạ? Thì mỗi lần các bạn ra các bạn cắt nhịp đôi cho mình nhá. Ok, được kết hợp với tay này, bài này rất là chậm nên nó dễ, được chưa ạ? Tay đưa ra và chúng ta sẽ có hai cái tay đưa ra là làm cái này làm hai lần, được chưa ạ? Thì đầu tiên là chân phải bước ra này, 1, 2, được chưa ạ? Và chúng ta thu về, đồng thời tay thu về, tiếp tục đưa tay lần nữa, 3, 4 nhá. Các bạn ý này, 1, 2, được chưa ạ? Chân thu về thì tay chúng ta lại đưa ra lần nữa, 3, 4. Đấy, lặp lại hai lần, được chưa? Bên này tương tự như thế, 5, 6, tay đưa ra, tiếp tục chân đưa về, tiếp tục một lần nữa, 7, 8, có nghĩa là tay đưa ra hai lần nhé. 2, 3, 1, 2, 3, 4, tay các bạn đưa vào lòng bên trong và đưa ra ngoài, đây nhé các bạn nhé. Tay này, đưa vào bên trong này, tay đưa vào từ bên trong này, chúng ta đưa ra ngoài này, đưa vào bên trong, đưa ra ngoài này, nó sẽ đưa vào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa ạ? Tay các bạn muốn làm cho điệu thế nào cũng được, tùy, được chưa ạ? Ok. Thì hai câu 8 đầu tiên chúng ta làm tương tự như nhau nhé. Nào, 2, 3 này, 1, 2, 3, 4 tiếp tục, 5, 6, 7, 8 lượt 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa ạ? Ok. Đến đây này, chúng ta sẽ bước tiếp bằng chân trái, vì thế cái trụ sẽ là chân phải các bạn nhé. Các bạn bước chân trái về đây thì các bạn chuyển trụ sang chân phải cho mình nhé. Bây giờ chân trái bước lên này, đếm 1, 2, được chưa? Thu về 3, 4, tiếp theo chân phải đưa lên 5, 6, chân phải thu về 7, 8, và chân trái thì kết hợp với cả tay phải nhé. Chân trái đưa lên thì tay phải đưa lên này, 1, 2, đấy, chân trái thu về thì tay phải đưa sang ngang, 3, 4 nhé. 1, 2, 3, 4, được chưa? Tiếp theo đến chân phải thì tay trái, đúng không? Thì làm tương tự, 5, 6, được chưa? Nhưng mà khi thu về thì chúng ta dang cả hai tay ra, 7, 8, được chưa? Để động tác tiếp theo chúng ta vòng từ hai tay xuống, chúng ta đưa lên nhá. Thì sẽ như này, nào 2, 3, sẽ như này, nào 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Ok, 3 câu 8 đầu tiên này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi giữ nguyên tư thế này. Tiếp theo đến câu 8 thứ 4 này. Câu 8 thứ 4 thì chân phải chúng ta sẽ lùi về. Được chưa? Để đếm là 1, 2. Được chưa? Tiếp theo cái chân phải đưa lên phía trước luôn. 3, 4. Được chưa? Tiếp theo chân trái bước lên. 5, 6. Và chân trái thu về. 7, 8. Hai tay dang ra thì chân phải chúng ta thu về, đồng thời hai tay chúng ta vòng từ dưới vòng lên và chúng ta ngửa cái lòng bàn tay lên. Đây nhá. Các bạn này, chân phải thu về này thì hai cái tay đang ở đây này, chúng ta vòng từ dưới vòng lên và chúng ta ngửa cái lòng bàn tay lên. Nó sẽ như này. Đấy, như kiểu các bạn múc cái gầu nước ấy. Múc cái gầu nước đưa lên, được chưa ạ? Múc cái gầu nước đưa lên. Được sẽ là chưa ạ? 1 2 được chưa ạ? 3 4 thì chân phải đưa lên, hai lòng bàn tay úp xuống. 3 4, được chưa ạ? Tiếp theo 5 6 thì chúng ta bước chân trái lên, được chưa ạ? Đồng thời tay trái ở phía dưới này, tay phải đưa tay qua đầu này, 5 6 này, được chưa ạ? Đấy, nhớ nhá. Rồi, tiếp theo lùi chân trái về luôn thì đến lượt tay trái đưa qua đầu, 7 8, được không ạ? Đây. Thì khi mình làm, các bạn để ý nhịp này, hai tay đang ở đây đúng không? 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, được chưa ạ? Thứ này nhá. 2 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 8, được chưa ạ? Ok. 2 2 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 8, được chưa ạ? Ok. Giữ nguyên tiếp này đến câu 8 thứ 5, câu 8 cuối cùng này. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 bước chân lùi cùng với nhau này, chân phải lùi này. 1 2 3 nghỉ 4, được không ạ? Đấy nhá. Các bạn đang tay trái sau rồi đúng không? Thì bây giờ lùi chân phải về này. 1 2 3 nghỉ 4. Các bạn nhớ là trụ ở chân phải nhá. Ok. Tiếp theo 5 5 6 7 8 thì như nào? Tiếp theo này. 5, được chưa? Và chúng ta sẽ chuyển trụ lên chân trái, được chưa? 6 thì chân chúng ta, chân phải chúng ta đưa lên phía trước và chúng ta dùng cái mũi chân ta chấm lên phía trước, đồng thời cái hông hướng lên phía trước. 5, được chưa? Đấy, 5 và 6. Tiếp theo 7 8 thì chúng ta sẽ xoay trục cơ thể sang phía bên phải. Này, được chưa? Xoay một góc 90 độ sang phía bên phải thì dùng cái trụ là chân phải này chúng ta xoay này. 7 8, được chưa? Động tác chúng ta sẽ tiếp tục xoay sang phía bên phải này và chúng ta trụ bằng chân trái, được chưa? Đến đây trụ bằng chân trái, tay phải đưa lên. Còn động tác là kết hợp với tay này. Ok. Đấy. Từ câu thứ tư nhá. Nào. Từ câu thứ tư này kết hợp này, 2 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 này, tiếp tục này. 1 2 3 nghỉ 4 5 6 7 nghỉ 8. Dạ, yeah, ok, hay là 7 và 8. Đến đây thì chúng ta tiếp tục đi tường tiếp theo, hướng này, được chưa? Đấy, à bây giờ mình sẽ đi cả lại cả 5 câu chúng ta vừa học này. 2, 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8, được chưa ạ? Ok. Tiếp theo thì tường thứ hai, chúng ta đi thẳng mặt này luôn, đúng không? Thì động tác giống y hệt, đưa tay sang 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8. Thì các bạn chú ý nhá, ở cái tường này thì chúng ta sẽ xoay 180 độ. Chúng ta sẽ không xoay về đây mà chúng ta sẽ xoay hẳn về phía bên này, có nghĩa là chúng ta bỏ một tường đi, được chưa? Thì khi mà các bạn bước sang cái bước xoay này ấy, đi chân về đây, được chưa? Thì sẽ là 5, 6 rồi chưa? 7, 8 thì các bạn dùng cái chân phải này làm trụ này và chúng ta làm trục xoay của chúng ta xoay về đây, đúng không ạ? Ok, thì chúng ta sẽ đi tiếp tường thứ 3 ở đây, đúng không? Tường thứ 3 thì chúng ta làm động tác y hệt thôi, được chưa? Lại tiếp tục đi cùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dạ, đến đây thì chúng ta lại lặp lại từ đầu, đi dựa đến khi hết nhạc. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình, để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.